Vâng, Thiết Định xin chào toàn thể cô chú chị nha. Một căn biệt thự cực đẹp, vị trí view sông, một căn đơn lập 347 mét vuông tại đảo Ngọc Trai lớn. Một trong những cái vị trí cực kỳ tiềm năng và hiện tại một căn biệt thự đang có giá cực kỳ rẻ và hợp lý. Hãy cùng Thiên Định trải nghiệm và review căn biệt thự này cho cô chú chị nha. Vâng, xin mời. Vâng, căn biệt thự này có vị trí rất là đẹp cô chú chị ạ. Nó nằm ngay tại dọc trục ven đảo Ngọc Trai. Nằm trên một cái trục mà cô chú chị cũng có thể thấy được là cái trục dạo bộ ven đảo, và bên cạnh của chúng ta chính là một cái dòng sông nó rất là rộng và rất là miên man và mênh mông luôn. Vâng, và hiện tại đây một cái căn biệt thự đơn lập góc. Một căn biệt thự đơn lập góc trong đảo Ngọc Trai cô chú chị nhá. Có diện tích là 347 mét. Đấy, có hai góc, một góc là hướng đông bắc và một góc là hướng tây bắc. Căn này thì nó là một cái căn mà hợp với những người thuộc tây tứ mệnh của anh chị ạ. Đây, vị trí của nó đây ạ. View sang sông, view sông, một cái căn góc mà Thiên Định phải đánh giá là bây giờ giá diện về cái diện tích nó so sánh với cái giá thì đang là một cái mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Tại vì những cái căn đơn lập như này, diện tích như này Thiên Định chia sẻ luôn, diện tích xây dựng của nó là 130 mét một sàn của anh chị nhá. Vườn thì cực kỳ rộng luôn. Đây, đi thẳng là đi ra khu vườn hoa và bể bơi máy kính tại đảo Ngọc Trai đảo lớn. Căn này là một trong những cái căn cô chú anh chị biết được rồi, là những cái căn mà diện tích 347 mét mà bên phía đảo Ngọc Trai ấy, bên phía đảo Ngọc Trai lớn ấy, thì số lượng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó chỉ rơi tầm khoảng từ 6 đến 7 căn. Đây, vườn thì vườn rộng mênh mông. Đây, cô Thiên Định có thể quay trong vườn của anh chị xem này. Cô anh chị nhìn thấy không? Vườn này có thể để được hai ba con ô tô luôn, rất là rộng. Đấy, diện tích xây dựng này rất là lớn, hai bên đấy góc đơn lập và hai mặt tiền cực kỳ thoáng. Cô anh chị nhìn thấy không? Vỉa hè thì rất là rộng. Thì một cái căn mà biệt thự như này thì cô anh chị chúng ta hãy đánh giá xem là với cái tầm tiền mà hiện tại Thiên Định chia sẻ công khai giá luôn nhá. Giá căn biệt thự này đang có bán với giá là 34 tỷ bao phí toàn bộ luôn. Một số căn khác đợt thời gian vừa rồi đã bán với giá là 35 đến 36 tỷ, nhưng mà hiện tại chủ nhà căn này đang cần bán gấp và bán với giá là 34 tỷ bao phí toàn bộ, giá chưa đến 100 triệu một mét luôn cô chú chị nhá. Một cái căn đơn lập mặt tiền cực kỳ rộng và đẹp luôn. Và chưa đến 100 triệu một mét để cô chú chị chúng ta lựa chọn. Đây, mặt tiền hai mặt mà cực kỳ rộng như này luôn. Cô chú chị cũng có thể nhìn thấy ạ. Đây, rất là đồ sộ của anh chị ạ, và giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, nếu quý anh chị chúng ta ai quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua hotline, số điện thoại là 0907 459 550 nha. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị đã theo dõi video của Thiên Định. Hãy nhớ ấn nút đăng ký và theo dõi, Thiên Định sẽ post rất nhiều các căn biệt thự có giá cực kỳ hợp lý, vị trí rất là đẹp và tương lai đầu tư cực kỳ tiềm năng để giúp cô chú anh chị chúng ta có thể lựa chọn và sở hữu cho mình những cái căn biệt thự này. Và chắc chắn rằng để mà đầu tư sang năm mà cô chú chị chúng ta bán lại thì chắc chắn giá sẽ rất là cao. Kể cả những cái căn như này cô chú chị chúng ta mà ở thì sau này có tiền kể cả chưa chắc cô chú chị chúng ta có thể mua được. Tại vì sao? Là những cái vị trí này là những cái vị độc đắc, số lượng căn nó là hữu hạn, nó cực kỳ hiếm luôn. Vâng, Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị chúng ta ở những video tiếp theo. Thiên Định xin chào.